Đây là phi điệp gì mà ra hoa sớm này anh Tuấn? Phi điệp núi. Thưa các bạn, đây là chắc là không, tôi chỉ trộm nghĩ rằng không phải ai cũng nghĩ đến cái vùng địa danh như tổ chùa có những cái bông phi điệp mà nó nở sớm như này. Thì thực ra nếu tôi không phải là người lấy thực sự trực tiếp từ đấy thì cũng không tin, vì ở đó có khí hậu là tương đối là đại diện cho Bắc Bộ, nhưng không hiểu tại sao cái dòng cổ tuần này nó lại nở sớm như vậy. Thực ra để xét về kết cấu của một bông hoa ấy, thì nó rất là Bắc Bộ, cái cánh của nó khá là ngắn, không dài và yểu điệu như từ cao nguyên miền Trung hay là Tây Nguyên hoặc là Lào hoặc là Campuchia. Nhưng mà xét về kết cấu của các cây lan miền Bắc thì hoa cánh ngắn hơn vì nó có đặc điểm đấy. Nếu ai quan tâm thực sự về sinh học thì ví dụ chúng ta liên đối sang cây trầm, tại sao hoa nó rất nhỏ đúng không, và cái vị hương của nó cũng hơi khác một chút. Kết cấu hoa từ cái cánh môi này, các cái cánh tràng hai bên đấy, là rất khác trong kia. Thực ra bảo bây giờ một đồng chí đừng hỏi tôi sang giá trị nhé. Thực ra cái gì chúng ta đều biết rồi, phàm cái gì hiếm cũng quý. Cái ở thủ chùa này nó đắt hơn một chút xíu so với các vùng khác là vì nó lấy được ít và nó ra hoa như này, nó đại diện cho phía Bắc như thế là cái điều gì đấy mà người chơi thì nó cũng thích thôi. Còn với tớ thì tớ thấy mua được đó là hạnh phúc. Hoa đương nhiên là màu nó khá tím đúng không? Nhưng mà nếu cái này mà vào trong hình thì nó không tím như, tớ nghĩ là nó không tím nhiều. Không, khả năng tím hơn này. À thế. Đấy. Không, nhìn hình. Đây, đẹp. Những cái bông đợt xưa. Đợt xưa nó nở. Đây, ví dụ như cái chùm này. Cái này là mới bắt đầu nở. Thực ra là nó không đến nỗi là hèn lắm đâu. Bông của nó tương đối là khá là rõ ràng và bình dị. Không bị mất nhiều mắt ấy nhỉ? À, cây này là vì đấy, vì trong quá trình vận chuyển về chúng ta khai thác hơi muộn nên nó bị như thế. Ra hoa sớm như này là sớm rồi. Không, nhưng mà tớ thấy có cái này rất hay, đó là gì? Tức là cái tỷ lệ ra hoa trên một cái vòi này nó rất là cao, dài đấy, nó chỉ bỏ lại chừng khoảng 20 cm so với gốc. Đây như cái thân này là đấy, nó chỉ bỏ lại 20-25 cm. Còn các cây khác thì là nó bỏ rất dài, các cây khác là thậm chí nó bỏ hoặc một nửa. Đều đang có hai một nụ đây, cái này trong quá trình vận chuyển bị gãy này, nhưng mà vẫn nụ thôi, không ảnh hưởng gì. Mà thơm cái thân thơm. Nó dừng như là cái thân nó cứ đen xì ra nhỉ, vỏ đó là cái đặc trưng của vùng này nó thế này. Đó là những cây mà nó chưa ra hoa thì thế, sau thời gian nữa thì nó sẽ trở sang bạc đi. Bạc ngả sang màu trắng. Đây này đang có phi gốc thật sự, đường để vào đây lấy được những cây phi đẹp của chùa này rất là khó khăn vất vả. Nếu ai đã từng ở vùng đấy và hoặc không vùng đấy nhưng đã từng lên chùa chùa vất vả đấy. Những cái thân tơ nó là khỏe nhờ, nhìn 100% ở trong các dãy núi đá cao hiểm trở. Nên là cái vùng mà nó rừng núi thì nó vẫn cứ thân nó đen rồi dân nó rất là khỏe mạnh. Tức là kiểu như là rừng già. Rừng già thì thường. Nhưng mà cái ki mà ở trên thân này với lại cái mầm gốc kia thì cái mầm gốc nó vẫn khỏe hơn nhỉ? Đương nhiên. Tớ vẫn nghĩ rằng kiểu như là
một đứa con có giá thú, một đứa con không có giá thú. Sự tồn tại của nó trong cuộc sống đôi khi là vất vả hơn. Hy vọng là mùa đẹp này chúng tôi được giới thiệu với các bạn khá nhiều mặt bông của các loài hoa của các vùng miền. Rất cái lô tủa chùa này là nở đầu tiên trong mùa này ở vườn của anh đúng không? Đương nhiên. Không tính đến hàng lai nhé. Vâng. Hàng lai thì rất nhiều cây khác để nở. Vâng. Những cây như này là đầu tiên. Ok, nhân anh Tuấn nói đến hàng lai, tôi lia thêm máy sang cái chỗ cái hàng lai này cho các bạn xem một chút. Đây là hàng lai này. Bông rất to. Tôi vặt một bông tự nhiên vậy nhé. Vâng. Bông rất to. Và cũng rất tím, rất là thơm. Nhưng mà cái này là hàng lai, còn cái kia là hàng rừng của tổ chùa. Đấy, hàng rừng này nó cánh nó ngắn hơn đúng không? Nhưng mà nó có độ bóng bẩy và sáp hơn. Người ta gọi là cánh sáp. Ừ. Nó có độ bóng. Mà nhìn nó có vẻ nó hơi thật thật hơn đấy nhỉ. Trông như là một anh Tây với cả một anh người Việt. Nổi bóng ấy, sao mà dễ nhất. Đá với cả Uzbekistan. Thế còn cái giò mà khủng kia thì chưa tín hiệu gì đúng không anh? Lâu lắm rồi. Đây là cái giò mà phi hiệp mà khủng của anh Tuấn. Cái giò này đang trích thoát đủ các thứ không ra. Nhưng nhất định không chưa ra hoa. Có lẽ là chúng ta làm sai tất cả. Đấy, có cái thân mùa này nhưng mà thân này nó cũng không to như là cái gốc của nó nhỉ anh nhỉ? Đúng, nó top đi nhiều. Ta cố gắng làm để ra hoa nên nó mới top này. Trên kia thấy có mầm cơ. Nhiều lắm. Mầm gốc à? Mầm này đẻ rất nhiều. Thân dưới này đấy, nhưng mà cái thân mới này, thân mùa vừa rồi này. Nó cũng đứng rồi này. Cũng hơi đứng ngọn này, không chưa đứng mấy. Đứng rồi. Nếu mà tăng đạm tăng nước là khả năng vẫn hơn tí. Nhưng mà cái chính là ý là cái thân nó không to như là cái thân của nó không có gì ăn mấy cả. Đợt rồi mới bắt đầu thêm. Rất nhiều người hỏi cái giò này có hoa chưa? Đây khẳng định là giờ này chưa có tín hiệu gì cả. Cảm ơn các bạn.